Hi, xin chào mọi người nhé, mình là Ni đây và hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nhé bạn. Rồi thì ở clip này, vì clip này là mình đọc comment khá là nhiều bạn dưới luôn. Nhiều bạn hỏi mình là làm sao anh nâng hai cái này lên, hai cái melee với lại cái dao, cái sword này đó bạn. Đó, cái full display này á lên V2 nhanh vậy được. Thì mình có cái mẹo á bạn, thấy có cái mẹo thì mình đọc comment khá nhiều bạn luôn. Mấy bạn có nhiều bạn sẽ nói mình là hack các kiểu đúng không, nhưng thật sự là không nhé bạn. Đấy, Roblox hiện tại là đã anti hack rồi. Cái nhất, cái thứ hai là bạn nào mà xem fan mình á, xem lâu năm á thì các bạn biết mình cày toàn mình cày bằng chính sức lực mình nha các bạn, chứ mình không có dùng phần mềm gì đâu nha các bạn, nên các bạn yên tâm nha. Đấy, tại mình cày bằng dùng mẹo á bạn, mình luôn luôn dùng mẹo á đó, nên có thể là lâu hơn những bạn hacker hay là lâu hơn những người khác một tí á bạn. Đấy là các bạn thấy là bình thường là cái như là hai cái melee vừa ra đúng không, đó ra một ngày đi là một cỡ một ngày sau là trời ơi, mọi người sẽ có clip hướng dẫn với lại hoàn thành nữa bạn, đúng nhanh luôn bạn, hay thật sự luôn. Đấy, còn mình thì mình không có vậy được nhé bạn, mình phải cỡ sau 3-4 ngày sau á mình mới có thể hoàn thành được, nhưng mà mình nói chung 3-4 ngày sau cũng nhanh đúng không bạn, đấy cũng không gọi là lâu đúng không. Đấy nên mình ra clip hơi lâu là vậy các bạn, nên các bạn phải hiểu, các bạn nào xem mình lâu là các bạn biết à. Thế là vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái vị trí nha bạn, những vị trí mà farm nguyên liệu nhanh và cái mẹo để giúp cho các bạn farm cực kỳ nhanh luôn, cũng không có thua kém gì mấy hacker lắm đâu nha các bạn. Đấy chỉ có lâu hơn một tí thôi, nhưng mà các bạn vẫn có thể hoàn thành được để nâng cái Phoenix Play lên V2 và cái melee Cyborg lên V2 nha các bạn. Thì trước khi vào clip thi, truy cập ngay vào happyrobot.shop, shop đặt Roblox số 1 Việt Nam, shop có những robot như robot chính hãng nè, robot 120 giờ rất là giá rẻ cho anh em luôn nha, kèm theo những dịch vụ như là cày thuê ạc 100k và game pass cho anh em nha. Hãy truy cập vào happyrobot.shop ủng hộ shop nhé. Rồi nha các bạn, thì tới đây thì các bạn hãy kéo xuống dưới bấm cho mình một like, subscribe đấy và bấm cái chuông thông báo bên dưới giúp hộp giúp mình nha các bạn. Và các bạn nào muốn có ý kiến như thế nào nữa thì comment ý kiến bên dưới cho anh biết nha các bạn. Đấy và nhớ ủng hộ shop với mình nha, tại vì mỗi một bạn ủng hộ shop á thì mình lại có một gọi là kinh phí nhỏ bạn để mình ăn gói mì hoặc là uống bịch sữa mỗi ngày nha các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi vô thôi. Đầu tiên thì đây các bạn thấy cái hình đây nha. Đó, đầu tiên là full nip play trước đi ha các bạn, tại vì người ta đã tổng hợp rồi nha các bạn, tổng hợp lại luôn cho dễ luôn nha các bạn, chứ không thôi là mình ghi từng cái là cực lắm bạn ơi. Đó, người ta tổng hợp sẵn rồi. Rồi đầu tiên là các bạn cần là level 3.9 đúng không các bạn. Thì level thì mình nghĩ là bạn nào cũng farm 4.000 đi cho chắc nha các bạn đúng không, 4.000 luôn đi cho chắc thì kiểu gì cũng max level mà đúng không. Rồi còn cái gunpowder á với lại cái liter này á là mình nghĩ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nha các bạn, tại vì ở đó là bên C1 nha các bạn. Đấy, bên C1, tại vì các bạn mà làm bên C2 khó lắm các bạn, cực kỳ khó luôn. Đấy, những cái như là gunpowder hay là cái liter mà các bạn mà làm bên C2 này á, mình nghĩ là không có nên đó bạn, tại vì mình làm cái mẹo theo cái cách của mình nha. Đấy thì bạn nào mà có cái cách nào nhanh hơn á thì comment ở phía bên dưới nha, còn mình hướng dẫn theo cái cách của mình, tại vì mình đã hoàn thành hai cái các bạn thấy nha. Đó, cái Phoenix Play V2 này với lại Cyborg V2 này rất là nhanh rồi đúng không, nên mình dùng theo cái mẹo của mình đi ha. Rồi hai cái đó là mình để vào C1 sao đi nha. Rồi đâu, cái đầu tiên đi ha, là cái Rod Ruby. Đấy, cái Rod Ruby là cả hai cái đều cần luôn nha các bạn, vừa bên Cyborg với lại bên cái Phoenix Play đều cần luôn nha các bạn. Đó là đầu tiên cái Lost Ruby là các bạn đi qua bình là cái đảo cát cho mình. Đây, đã xong rồi. Tết các bạn, đây. Boss cuốn các bạn. Đấy, cuốn này cặp ấy. Đây các bạn. À, gì? Anubis. Đây, boss Anubis này các bạn. Đấy các bạn cứ quánh con này cho mình luôn. Các bạn cứ quánh liên tục cho mình thì các bạn sẽ Lost Ruby. Thì cái này sẽ không có mẹo gì nha các bạn. Thì con boss này là không có mẹo gì nha các bạn. Các bạn nào hên xui thì rớt thôi nha. Đấy. Mình chỉ có mẹo là hướng dẫn cho các bạn farm được những cái như là mấy cái mà như là cần nhiều các bạn, như là gunpowder nè, iron hay là snap metal với bạn, nói chung là những cái mà món đồ mà cần 3-4 ngàn cái á thì mình mới hướng dẫn các bạn được, chứ mấy cái mà farm mà tỷ lệ ngẫu nhiên hên xui này là mình không có mẹo gì đâu nha các bạn. Thì các bạn những farm như bình thường thôi à. Đấy, một là farm bình thường, hai là các bạn đi chay thôi nha các bạn. Đấy, hên xui thì các bạn sẽ rớt được thôi, chứ khó lắm nha các bạn, cái này thì khó lắm. Đấy thì rồi, đầu tiên là chỗ này nha, thì sẽ rớt cục ruby cho các bạn nha. Rồi tiếp theo chính là C-Watt là cái này nè các bạn. Đây, ruby hiện tại là mình hết rồi nha các bạn. C-Watt như là cái này, ủa đây nè các bạn, đây cái C-Watt này nè. Thì cái này á, các bạn nào muốn quánh á thì các bạn chỉ có quánh tàu ma thôi nha các bạn. Khi các bạn tiêu diệt tàu ma á, xong rồi các bạn xuống dưới các bạn lượm những cái rương ở dưới bạn thì các bạn sẽ rớt hên xui, rớt được cái này. Cái này cũng khá là hiếm nha các bạn, nói chung là mấy cái đồ tím cũng hiếm, không có khác gì mấy cái đồ đỏ thôi nha các bạn. Mà mấy cái đồ tím mà kiểu dạng mà như là Seeking Fin với lại cái Sea gì nữa bạn, là phải treo các bạn đúng không, treo ra nữa thì khó cực kỳ luôn bạn. Hai cái này là tỷ lệ khó lắm luôn nè. Thì nói chung là mấy cái này là nhân phẩm nên mình sẽ không thể nào mà chỉ các bạn được nha. Cuối cùng Funity cũng vậy luôn nha các bạn. Funity thì các bạn nào phải đánh Big Mom hên xui, cái này thì khỏi nói nha các bạn, cái này là nhân phẩm nha. Đấy thì cái này mình nghĩ là muốn nhanh nhất á là các bạn có đi chay thôi nha các bạn. Funity khó lắm các bạn ơi, Big Mom hình như là 6 tiếng một lần mà tỷ lệ ra còn thấp nữa mà các bạn, màu đỏ mà. Nên mình nghĩ là
Bạn nào mà khó quá thì các bạn có thể là đi chay là nhanh nhất cho các bạn Frontier. Đó, cái dòng thương mắc ấy. Rồi, à cái này mới cuối cùng mới đúng nha các bạn, Frontier chứ mà cuối cùng đâu, cuối cùng đó chính là cái cục cục lửa các bạn. Cái cục mà nói chung là lửa các bạn, đấy, cái cục lửa ấy, thì các bạn chỉ cần tiêu diệt con boss flame này cho mình là các bạn sẽ có cục lửa đấy nha các bạn. Thì có một cục thôi nên mình nghĩ là các bạn có thể farm dễ nha các bạn. Một cục thì các bạn cố gắng thì cũng được thôi. Đấy, không có quá khó đâu nha các bạn chỉ cần cố gắng là được thôi, tại vì chỉ cần một cục mà. Cái khó là như mình nói đó bạn, là cái cục ruby á, là các bạn cần tới 7 cục lần này hơi khó là vậy. Rồi, giờ tiếp theo nha, giờ qua xe bot luôn nha, đi nha các bạn. Tại vì phone play lát hồi về siêu mồm thì mình tính sao nha các bạn. Rồi, qua xe bot. Đây các bạn thấy nha, level cũng bằng 9 nha. Rồi, cái iron ingot này á, là cái sắt này đó bạn. Đấy, cái cục sắt này nè. Thì mình nghĩ á, các bạn nào mà có những trái như là tuyết hay rồng á, thì có thể farm cũng được. Đấy là cái ví dụ như các bạn đứng đây nè mình, các bạn đứng đây cho mình nè, đó. Các bạn đứng giữa hai bên cho mình thì các bạn xài chiêu V của tuyết là xong à. Đấy thì bạn nào xài tuyết là dễ nhất nha các bạn. Đó, các bạn thấy không nè, iron nè, iron nè, iron, nói chung là các bạn cứ farm chỗ này cho mình vừa có iron vừa có cà rốt luôn nha các bạn, là các bạn có thể hoàn thành được cả hai cái luôn. Đấy. Thì cái cách farm iron của mình thì mình farm đây thôi nha các bạn. Thì bạn nào mà không có trái tuyết ấy thì các bạn có thể xài một trái logia cho mình nha. Chỉ cần logia thôi, xong rồi các bạn đứng auto, auto lít đây cho mình cũng được nha các bạn. Đó. Cứ auto lít đánh một con cho mình luôn thì treo đó phải không đó, cứ treo auto lít, các bạn chỉ cần treo cũng như là qua đêm hay là treo bằng điện thoại cũng được nhé bạn, điện thoại có auto lít mà. Đấy, các bạn chỉ cần đánh thường, xài một trái loya và đánh thường một con thôi các bạn treo cho mình là các bạn sẽ có auto, sáng mai các bạn sẽ có cỡ ngàn mấy, 2000 cái iron luôn nhé bạn, nhiều lắm, các bạn yên tâm cho mình. Để mình đã thử rồi, bởi cách của mình là như mình nói đó, mình đã thành công nên mình mới dám hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Đấy, còn bạn nào mà có những cách nào hay hơn á và nhanh hơn thì các bạn comment kiếm dưới cho mình biết nha. Đó, các bạn chỉ cần xài đó về cho mình ở đây. Đấy, thì nói chung là các bạn ưu tiên cho mình là trái tuyết nha các bạn. Tất cả các mẹo của mình luôn á thì mình đều xài trái tuyết nha các bạn. Tại vì trái tuyết bây giờ rất là mạnh luôn rồi, nên các bạn phải ưu tiên cho mình là trái tuyết cho mình. Trái thứ hai á thì các bạn ưu tiên cho mình đó chính là trái rồng nha các bạn. Đấy, chính là trái rồng, tuyết hoặc rồng thôi nha. Hai trái đó là hai trái có thể các bạn treo mà farm nhanh nhất cái game này gọi thật sự luôn. Mình cũng không có biết trái nào farm nhanh đâu á. Trái thứ ba, còn trái thứ ba mình nghĩ là trái của Wake của bố già các bạn, khi các bạn thức tỉnh ấy, xài bốn sóng thần á thì may ra thôi, nhưng mà mình nghĩ là tuyết cũng là ưu tiên số 1 nha các bạn. Đó, rồi tiếp theo nha. Cái snap, snap metal là cái này nè các bạn. Đây, đây của Mela Sabot nha, đây snap metal là cái này nè. Đấy, cần 1500 cái đúng không? Mình nghĩ là cái này cũng khó nè các bạn, cũng phải dễ đó, đúng không? Tại vì mấy cái mà cỡ 1000 cái cơ lên là farm cực lắm, thì các bạn ưu tiên cho mình là các bạn cái mẹo nè. Đây 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 tiếp tục dùng mẹo cho mình nha. Đây, các bạn thấy cái chỗ mà vô đây là các bạn sẽ vô xếp zone không? Đó. Thì các bạn đừng có đứng như mày xài chiêu sẽ không đánh vô quái được đâu nha. Các bạn nhích nhích ra cho mình. Đó, nhích ra cái chỗ này nè các bạn. Đó ngay đây nè. Đó, nhích ra cái chỗ mà không có có dính xếp zone cho mình và các bạn sẽ vê cho mình. Đó, là các bạn thấy không? Đây các bạn sẽ dính cỡ bên này 4 con với 5 con, đó 6 con các bạn thấy chưa? Đó, các bạn vô snap nè. Quá trời snap luôn, thấy chưa? Đó, rớt một đống cái snap này, có thấy chưa? Đây là mẹo nha các bạn, đấy. Đó, thì mình nói chung là mình cày với cực khổ lắm mày, mình mới tìm ra mấy cái mẹo này farm cho các bạn được á. Thì các bạn mà thấy hay thì nhớ bấm cho mình một like subscribe nha. Cái nhớ bấm cho mình một like subscribe nha. Thì mình tại vì mình hướng dẫn mấy bạn, mấy cái clip hướng dẫn của mình á, tại thì mình sẽ nói gọi là hơi nhiều á thì các bạn thông cảm cho mình ha. Là vậy đó, vậy cho đó, x2 nè, 2222, quá trời snap luôn mày. Đúng ngon luôn mày. Đó thì 1500 cái snap này thì các bạn farm rất là dễ nha. Các bạn canh cho mình nha. Nhích vô cái là xếp vô, thì các bạn nhích ra, nhích xíu ra cho mình đó. Ngay nè, là các bạn sẽ dính được cỡ 6 con quái luôn. Đấy các bạn thấy nha, này 4 con đây với 2 con này luôn, 6 con. Đó vậy chưa, để có thể dính 6 con và cái tỷ lệ rất là snap của bạn. Trời ơi, bạn hiểu snap không? Scrap chứ lộn, scrap liên tục quá nhiều luôn bạn, đã không? Đó, đó là cái mẹo nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Seeking Fin, Seeking Fin thì mình cũng không còn gì để nói là nha các bạn. Seeking Fin thì các bạn chỉ có lượm rương từ du biển và Hydra nha các bạn, cả hai luôn, từ du biển và Hydra các bạn sẽ rớt được cái Seeking Fin này. Đó, còn cứ cuối cùng á, Hydra Tail thì mình nghĩ là bạn nào cũng biết đúng không? Hydra Tail thì đây. Đó, đuôi Hydra thì các bạn chỉ có lượm rương Hydra mới được thôi nha các bạn, chứ các bạn không còn cách nào để được đuôi Hydra đâu nha các bạn. Đó, là chỉ đi săn Hydra thôi. Còn cái cùng ngọc và Dragon Orb thì mình nghĩ là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Là các bạn qua các bạn farm bên cái chỗ Kaido các bạn, cho nó cái cục ngọc mà chịu hồi con Kaido là xong rồi, con rồng Kaido là xong rồi. Đấy, easy ha, không có gì khó khăn ha. Đó, đấy thì đó là những cái mẹo mình muốn hướng dẫn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ về C1 và mình hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cái Gunpowder và cái Lither nha các bạn. Đây, rồi đi thôi. Đấy, cái da các bạn, cái da và cái Gunpowder. Rồi về thôi nha các bạn. Rồi đi thôi. Các bạn thấy những cái mẹo đó hay thì comment dưới cho mình biết nha các bạn. Nói chung là thì tại mình hướng dẫn các bạn nên mình phải nói hơi nhiều các bạn, để mình không có bình luận lại á, để mình phải nói, để mình không thôi mình quên các bạn, tại tuổi già các bạn đấy. Thì các bạn có thể tua giúp mình nha. Đấy, cảm ơn các bạn nhiều. Đấy,
các bạn xài ưu tiên cho mình trái tuyết giùm luôn, thật sự luôn. Trái tuyết là một cái trái rất là mạnh hiện tại cho bản update luôn nha mày. Trời ơi, một cái trái phải gọi là best farm luôn á, thực sự luôn nha mày. Mình không ngờ lắm bạn. Thì lúc đầu á, trái tuyết chưa sửa lại thì là trái rồng đúng không? Đấy, mình nghĩ chắc bạn nào cũng vậy luôn á. Lúc mà trái tuyết chưa sửa lại thì mình nghĩ là sẽ là trái rồng, nhưng mà trái tuyết đã sửa lại ở bản update này rồi thì cái trái tuyết phải gọi là mạnh cực kỳ luôn nha bạn, mạnh kinh khủng luôn. Đó, thì các bạn có ưu tiên xài tuyết cho mình rồi. Bây giờ là các bạn đi qua chỗ đảo Marineford cho mình nha bạn. Thì cái chỗ này là các bạn sẽ ưu tiên cho mình farm cái green powder. Đấy, green powder là cái nguyên liệu 2000 mấy nè bạn, cực kỳ quan trọng để các bạn nâng cái Phoenix Play V2 đấy, green powder này nè. 2600 cái nha bạn. Trời ơi nhiều vải luôn á, farm cực lắm. Rồi. Đây các bạn thấy bốn cái bãi này cho mình không nè. Đây bốn cái bãi này đúng không? Thì các bạn chỉ cần đứng đây các bạn sẽ auto V cho mình. Thì bạn nào xài điện thoại á thì sẽ auto click vô cái nút vui các bạn sử dụng chữ V này cho mình. Đó, auto các bạn đứng giữa đây V cho mình thôi. Còn bạn nào mà xài trên vi tính á thì sẽ xài auto key nha các bạn. Đấy. Đây nha, ở green border nè. Các bạn xài auto key V cho mình. Các bạn chỉ cần đứng đây chờ tới sáng thì chắc chắn các bạn luôn, mình chắc chắn một điều luôn, các bạn chỉ cần treo từ nói chung là từ tối á, từ cỡ nói chung 11 12 giờ cũng được, treo tới sáng khoảng 6 7 giờ sáng á là các bạn chắc chắn sẽ được cỡ 8-900 cái green powder luôn, mình chắc chắn với bạn luôn. Thì bạn nào may mắn hơn á, có thể lên 1000 mấy powder, green powder luôn. Đó. Là các bạn chỉ cần 2 ngày thôi là các bạn để có được đủ green powder để các bạn nâng, là thấy chưa? Đó, các bạn thấy là không có khó gì nha các bạn, chỉ cần nói chung là biết cái mẹo farm là được thôi. Đó. Cái auto đứng đây cho mình. Là như mình nói đó là các bạn có thể farm giống như là gần như là mấy bạn hacker rồi. Đấy, hình như mấy bạn hacker là sẽ bay quánh từng con chúng ta. Tại mình không có hack là mình cũng không biết nữa bạn, tại mình thường thì mình thấy thôi, cứ bù vô quánh đó bạn. Cái dính vô con quái quánh thôi, còn cái cách này có khi là mình nghĩ là nhanh hơn các bạn mà xài kiểu vậy luôn á. Đấy. Thì có hai cách lấy lần nha bạn, các bạn có thể quánh con boss bên đảo tuyết, nhưng mà mình nghĩ là farm 4 con này tỷ lệ ra sẽ nhiều hơn ha các bạn, tại vì 4 con quái mà. Thì tỷ lệ sẽ nhiều hơn là một con boss bên kia đó. Đó các bạn thấy nha. Đây, thì sau khi mà các bạn hoàn thành cái green powder rồi đúng không? Thì các bạn muốn farm cái lither này khá là dễ luôn nha bạn. Thì các bạn chỉ cần qua cho mình là cái đảo Buggy cái bên đó bạn. Đó các bạn đổ đảo Buggy luôn. Đây, đảo Buggy nè nha bạn. Thì các bạn auto đánh cho mình Buggy thôi là các bạn sẽ rớt ra cái lither đó cực kỳ nhanh nha bạn. Đấy, đỡ bước qua C2 tại vì mấy con boss C2 trâu lắm bạn. Đấy. Tỷ lệ thì nói chung là cũng không có cao nha bạn. Tỷ lệ cũng không ra nhiều đâu, nhưng mà một lần ra cũng nhiều. Tại vì lại một hit là các bạn toàn thôi trên. Đó các bạn chỉ cần auto click đây nè. Đấy, một hit là toàn con boss, một hit toàn con boss nên các bạn có thể treo nhanh hơn là bên C2 nhiều. Đấy, bên C2 thì các bạn có thể ra đó, nhưng mà boss trâu các bạn nữa các bạn khó treo lắm. Vậy thôi các bạn ưu tiên cho mình là C1 nha. Bên nào mà cứ C1 một farm nguyên liệu được á thì các bạn cứ farm bên C1 đi nha các bạn. Tại vì bánh phát là toàn mà đó vậy nha. Hồi nãy thì mình ra được 4 cái lither đó các bạn thấy không? Đấy, nói chung là tỷ lệ cũng không cao lắm, nhưng mà các bạn cứ treo đi thì mình nghĩ là đó phải không? Đó. Ra liền ha. Đấy, đấy là những cái nguyên liệu và vị trí mình đã hướng dẫn cho các bạn đó, đúng không? Thì các bạn nào thấy hay á thì các bạn bấm cho mình một like subscribe nha. Mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách mẹo để farm nhanh luôn rồi đó. Rồi, thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Ấy da, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.